Mua giày chơi Tết. Con gái đang soạn sách đây à? Dạ, con mới xin thêm được mấy cuốn sách cũ của chị Vân. May quá, không phải mua thêm cuốn nào nữa ạ. Sách vở, đồ dùng học tập còn thiếu gì không con gái? Dạ không ạ, con vui lắm. Các anh chị trong xóm thật tốt bụng, thấy con thiếu gì là cho liền ạ. Ừ, sắp vào năm học mới rồi. Xem nào, sách vở, cặp, bút, bộ đồng phục mới thì sẽ mua ở trường này. Còn gì nữa ta? À, còn phải mua cho con một đôi giày mới để đi học chứ nhỉ? Đôi sandal cũ sắp đứt quai rồi. Ôi, mẹ mua giày mới cho con ạ. Ừ, phải mua chứ con. Đây ạ, con thích một đôi giày búp bê có nơ hồng ở mũi như thế này này. Đôi này hả? Ừ, đẹp quá. Ngày mai hai mẹ con mình cùng đi chợ nhé. Dạ, vâng ạ. Ôi, con mà đi đôi giày này thì các bạn ghen lắm đấy ạ. Thích đến thế sao con gái? Dạ. Hai mẹ con mua giày hả? Vào đây vào đây, nhiều đôi đẹp lắm. Cháu muốn tìm đôi giày như thế này ạ. Chà, đôi giày này đắt lắm. Cả chợ này không ai dám nhập về bán, vì sợ không bán được đó. Vâng ạ, đắt lắm hả cô? Ở đây không có thì mình lên chợ tỉnh. Đi thôi con gái. Vâng ạ. Mời hai mẹ con vào xem giày. Trời ơi, đẹp quá. Đôi giày này đắt lắm đấy. Hai mẹ con có muốn mua không? Cô đem ra cho thử. Đắt là bao nhiêu tiền ạ? 300.000 cháu à. Ôi, số tiền ấy bằng cả tháng mẹ đi bán hàng. Chỉ cho cháu bé nhà tôi thử đôi đó nha. Đẹp quá. Tôi gửi tiền chị ạ. Vâng, đủ rồi nhé. La la la, la la la. La 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 la. Mẹ, sao thế ạ? Ừ, mẹ bị rơi dép. Chiếc dép đứt quai nên rơi mất rồi. Mẹ để con xuống lấy cho. Mẹ ơi, mẹ ở đây chờ con một chút nhé. Ờ, này, con đi đâu? Mẹ ơi, mẹ thử xem có vừa không ạ? Con... Con trả lại giày búp bê sao? Dạ, con đổi đôi giày khác, còn dư tiền mua đôi dép cho mẹ. Chẳng phải con rất thích đôi giày công chúa đó sao? Dạ, con thích lắm, nhưng không cần đi đôi giày kia thì con vẫn là công chúa nhỏ của mẹ, phải không ạ? Cảm ơn mẹ của con, vì mẹ luôn dành những thứ tốt nhất mẹ có để cho con. Sau này, con cũng sẽ mua những thứ tốt nhất cho mẹ ạ. Lời nói dối chân thành. Chào mọi người. Chào bác Thơm. Chúc bác một ngày mới tốt lành. Ừ, ngày mới tốt lành của tôi là không thể nhận cuộc gọi nào. Điều đó có nghĩa là đất nước mình vẫn bình an, người dân vẫn sống tốt. À, đúng vậy. Tôi đến ngay đây. Mới sáng sớm thế này mà đã có ai gọi điện rồi ư? Alo, phòng cảnh sát 911 xin nghe. Xin hỏi ai gọi vậy? Chắc hẳn là một nhóc nào đó gọi điện trêu rồi. Này nhóc, gọi 911 để đùa nghịch là vi phạm pháp luật đấy, cháu biết không? Bác biết rất nhiều vị quan tòa thích dạy cho những đứa bé hư một bài học đây. Bác ơi, cháu muốn tìm mẹ cháu. Sao? Cháu muốn tìm mẹ hả? Mẹ cháu bị mất tích hay cháu bị lạc mẹ? Cháu đang ở đâu? Dạ không phải. Bố cháu nói mẹ cháu đang ở trên thiên đường.
Cách đây mấy hôm mẹ đi bệnh viện, dặn cháu ở nhà chờ mẹ. Mà đến giờ mẹ cháu vẫn chưa về. Chắc hẳn thằng bé đang trong giây phút khó khăn nhất của cuộc đời. Thật tội nghiệp cho thằng bé. Con trai, cháu tên là gì vậy? Dạ, cháu tên là Jimmy. Mẹ cháu trông ra sao hả con trai? Mẹ cháu rất xinh. Mẹ cháu có rất nhiều khăn choàng các màu. Mẹ luôn quàng khăn đi ra ngoài. Chúng rất đẹp và cháu nhớ mẹ nhiều lắm. Bác còn nghe cháu nói không ạ? Bác vẫn nghe. Jimmy này, mẹ cháu ở trên thiên đường phải là một sứ mệnh đặc biệt nên sẽ không thể trở về với cháu được. Nhưng mỗi giây mỗi phút, mẹ cháu vẫn đang theo dõi cháu và mong cháu luôn ngoan, học giỏi và hạnh phúc. Vì thế, cháu phải cười nhiều lên nhé, dù không có mẹ ở bên. Cháu chắc chắn sẽ ngoan ạ. Nhưng cháu vẫn muốn được gặp mẹ, được nói chuyện với mẹ. Điều này để ta nghĩ xem. Jimmy à, ta có cách này. Khi nào bố đưa đi chơi, cháu hãy bảo bố mua cho một quả bóng màu đỏ nhé. Sau đó hãy viết vào một mảnh giấy những gì cháu muốn nói với mẹ và buộc vào bóng cho nó bay lên. Mẹ cháu ở trên thiên đường sẽ nhận được thư của cháu đấy. Thật vậy sao bác? Tất nhiên là thật rồi. Mẹ cháu sẽ bảo bố mua thật là nhiều bóng và cháu sẽ viết thật nhiều điều để gửi cho mẹ cháu. Bác chúc cháu sớm nhận được hồi âm của mẹ nhé. Tạm biệt cháu Jimmy. Alo, phòng cảnh sát 911 xin nghe. Bác Tâm, cháu muốn bác tìm mẹ cho cháu. Mẹ không nhận được tin nhắn của cháu. Bình tĩnh nào con trai, có gì kể cho bác nghe nào. Tháng nào cháu cũng viết thư cho mẹ, nhưng hình như mẹ không nhận được chúng. Cháu muốn nói với mẹ, cháu là một chú bé ngoan. Cháu đã làm bài tập về nhà, cháu chỉ muốn ôm mẹ cháu thôi. Bình tĩnh nào con trai, cháu sẽ ổn thôi. Có lẽ mẹ cháu đang đi xa, vì thế mẹ không nhận được tin nhắn của cháu. Nhưng thế nào mẹ cũng sẽ nhận được. Chỉ cần cháu vẫn tiếp tục viết những gì cháu muốn mẹ làm cho cháu vào một tờ giấy. Bác hứa với cháu là ở trên thiên đường, mẹ sẽ đọc được chúng. Chúng ta là những sĩ quan cảnh sát. Liệu làm một việc như vậy có ảnh hưởng gì lắm đến danh tiếng của chúng ta hay không? Đúng vậy. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, việc chúng ta sẽ làm, sẽ nói có thể coi là một lời gian dối. Đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó còn có tương lai dài phía trước. Tôi nghĩ việc này là cần thiết và sẽ giúp thằng nhóc có động lực và tinh thần tốt hơn trong cuộc sống. Tôi nghĩ dù có là nói dối, thì đó sẽ là lời nói dối có ích và chân thành nhất đối với thằng bé lúc này. Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm theo đúng kế hoạch của ngài Tom. Chúng ta sẽ dành tặng cậu bé đó một món quà và một điều bất ngờ. Bác là... Jimmy thân mến của bác. Bác chính là bác Tom, người cháu thường xuyên tâm sự cùng. Thì ra là bác. Cháu chào bác ạ. Hôm nay bác thay mặt mẹ cháu đến đây gửi lời nhắn cho cháu. Mẹ cháu đã nhận được những mẫu giấy nhắn tin của cháu. Mẹ rất vui sướng vì cháu đã học tập tốt. Tuy nhiên, mẹ cháu vẫn còn đang đi xa nên mẹ không thể đến gặp cháu được. Vì vậy mẹ cháu đã nhờ bác đến nói với cháu là mẹ rất yêu và nhớ cháu rất nhiều. Vậy là mẹ đã nhận được tin nhắn của cháu rồi. Và đây là những lời nhắn mẹ cháu nhắn cho cháu. Mẹ nhớ con, mẹ yêu con nhiều. Con trai của mẹ gắn học tốt nhé. Phải biết nghe lời bố và bác Tơ. Mẹ sẽ luôn bên con. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Từ ngày vợ tôi không còn, hôm nay có lẽ là ngày Jimmy vui vẻ nhất đấy. Từ giờ mỗi lần nhớ mẹ, cháu viết thư cho mẹ. Bác sẽ đến nhận và tận tay gửi cho mẹ của cháu. Cháu có đồng ý không?
ơi, hôm qua cháu lại nhận được thư của mẹ đấy. Ừ vậy à, thế mẹ viết những gì cho cháu? Mẹ khen bức tranh cháu vẽ mẹ rất đẹp, mẹ rất thích. Mẹ nói mẹ thích nhất là đôi mắt, vì nó làm mẹ nghĩ đến đôi mắt của cháu. Rồi mẹ khen bài tập làm văn của cháu viết về khu phố rất hay, và làm mẹ rất nhớ nhà. Mẹ còn nói yêu cháu rất nhiều nữa. Ừ thế à. Jimmy bé nhỏ của mẹ, bức tranh con vẽ mẹ mới đẹp làm sao. Lớp học mang tên Hy vọng. Hôm nay tôi vào thăm thằng Hoàng mình à? Ừ. Hay là hôm nay mình đi cùng với tôi nhé? Thôi, để khi khác tôi đi, tôi còn giáo án chưa soạn xong. Lúc nào cũng khi khác. Ba vẫn đi dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên hả mẹ? Ừ, ông ấy vẫn đi đều. Dạy ở đó tuy điều kiện không bằng ở trường, nhưng được cái công việc cũng nhẹ nhàng. Thế là tốt rồi. Từ ngày ba vì con mà nghỉ dạy ở trường, con cứ sợ ba sẽ bỏ dở tâm huyết của đời mình. Con hãy cố gắng cải tạo cho tốt, rồi ba con sẽ tha thứ cho con thôi mà. Ba không tha thứ cũng không sao, chỉ cần ba vui vẻ đi dạy là con mừng lắm rồi. Nghe nói thằng con trai thầy Đức nghiện nặng, đi ăn trộm nhà người ta, rồi còn xô xát làm chủ nhà bị thương nặng đấy. Ê, thầy ấy cả đời đi dạy mà không dạy nổi con trai mình. Thiệt tình à. Thầy Đức, thầy đến rồi đấy à. Hôm nay có thêm mấy học sinh mới đến thầy ạ. À? Trong đó có một cậu thanh niên khá đặc biệt. Cậu ta tên là Thọ, một thanh niên mới đi cải tạo về. Giờ bố mẹ cậu ấy muốn cho cậu ấy học lại, nhưng không xin được chỗ nào. Mấy hôm nay hai ông bà ấy cứ qua nhờ vả tha thiết lắm, nên tôi đồng ý nhận rồi. Thầy xem giúp cậu ấy nha. Tôi thấy khó mà dạy được cậu ta, bởi vì đó là do bố mẹ nhờ. Chứ cậu ta không tự nguyện đến học, cái kiểu như vậy rồi chẳng được mấy buổi đâu. Thôi hay thế này, thầy cứ để cho cậu ta học vài buổi. Nếu cậu ta cố tình không hợp tác thì chúng ta lấy cớ đó từ chối, được không? Ừ, thôi được rồi. Các bạn, ai giải được bài tập số 2? Thọ, em có biết cách giải bài số 2 không? Em không biết làm. Vậy còn bài số 3 cũng không biết ạ? Thôi được, sao giờ em ở lại một chút, tôi sẽ giảng thêm cho em. Vậy bình phương số này lên sẽ cho kết quả bao nhiêu? 121. Chính xác. Thế là cậu hiểu rồi đấy. Tiếp bài số 3 nha. Còn ai là người phụ trách ở đây thế? Có chuyện gì vậy bác? Chiều qua tôi đang loay hoay ở cửa hàng thì bất ngờ bị trộm lấy mất điện thoại. Lúc có người hô lên thì tên đó đã chạy đi mất. Tôi làm ở cửa hàng, cũng là người chứng kiến sự việc. Tôi thấy gã đó rất quen, hình như là người học ở đây. Cậu kia, cậu ra đây một lát được không? Gã ăn cắp có hình xăm con rồng trên cánh tay. Trên tay cậu cũng có hình xăm đúng không? À, đúng là hình xăm này rồi. Có phải cậu đã ăn trộm của tôi không? Cậu có nhìn thấy rõ mặt kẻ cắp chính là cậu ấy không? Tôi thấy dáng cậu ta rất giống, khuôn mặt có vẻ hao hao. Còn hình xăm thì y hệt luôn. Hình xăm như vậy thì có rất nhiều. Nếu cậu không nhìn chính xác là cậu ấy thì không thể khẳng định cậu ấy là thủ phạm được. Bác có nhớ hôm qua bị mất cắp tầm mấy giờ không? Ở tầm 8 giờ rưỡi 9 giờ. Thế thì không phải rồi. Giờ đó hôm qua tôi vẫn còn ở đây kèm cậu ấy học mà. Thật như vậy sao? Thật chứ. Gần đây ngày nào tôi cũng ở lại muộn để kèm cậu ấy học thêm. Nếu đã nói thế thì có thể là chúng tôi nhầm thật. Chúng ta đi về thôi. Thầy, sao thầy lại bao che cho em? Vì tôi không muốn người ta buộc tội học trò của tôi trước mặt đông người. Nhưng chính em là thủ phạm. Chính vì thế tôi muốn cậu sẽ tự tìm gặp chủ cửa hàng tạp hóa và thừa nhận. Chỉ cần cậu thành khẩn nhận lỗi, tôi tin họ sẽ bỏ qua cho cậu thôi. Không, rồi họ sẽ lại miệt thị, chửi bới một thằng có tiền án tiền sự như em thôi. Họ sẽ chẳng bao giờ nhìn em khác đi được đâu.
hãy tin tôi. Chỉ cần em quyết tâm sửa đổi, rồi người ta sẽ thay đổi cách nhìn về em. Tôi sẽ đi cùng em, họ ít nhiều cũng sẽ tin lời của một thầy giáo chứ. Sao thầy tốt với em thế? Vì tôi tin vào lương tâm của em. Chắc hẳn sau lần này, em sẽ không lặp lại những việc làm sai trái nữa. Em sẽ không phụ niềm tin của tôi chứ. Cảm ơn thầy đã dành niềm tin cho em. Nhất định em sẽ sửa đổi. Hôm nay là lần cuối cùng thầy nhìn thấy thằng thỏ tội lỗi này đó. Cảm ơn niềm tin của thầy, nó có ý nghĩa rất lớn đối với em. Ba hãy tha thứ cho con sẽ thay đổi mà ba. Mình đã mua hoa quả chưa? Hôm nay tôi sẽ cùng mình đi thăm thằng Hoàng. Thật sao? Con nó mong gặp mình lắm đấy. Tô mì hai người bạn. Văn ơi! Ôi, cậu đến chơi đấy à? Mình mãi quá không để ý. Tớ có cái này cho cậu đây. Cái gì thế? Cũng sắp đến ngày cậu lên kinh ứng thí rồi, mà cậu lại chẳng có bộ quần áo nào tử tế. Hôm trước lên chợ huyện bán thóc, tớ thấy có mảnh vải này, giá cũng rẻ lắm, nên mua cho cậu may tạm. Thôi chết, giá rẻ cũng phải bằng mấy chục đấu thóc rồi. Nhà cậu cũng có khá giả gì cho cam, tớ mặc gì đi thi mà chẳng được. Cứ nghe theo lời tớ, cậu đi may lấy một bộ cho bằng người này người kia. Chúng kinh thành chứ không phải ở quê mình đâu, ăn mặc rách rưới quá rồi người ta cười cho. Cậu nhận lấy cho tớ vui. Cậu chỗ bạn bè không phải khách sáo làm gì. Có khó khăn gì cậu cứ bảo mình. Sau này khi cậu đổ trạng nguyên, đến lúc đó tớ cũng được hưởng phúc cơ mà. Mình ơi, mình! Có chuyện gì mà mình hớt hơ hớt hải thế? Tớ mới nghe tin quan huyện sắp được bổ nhiệm về đây là anh Văn đấy. Thế nào anh ấy cũng ghé chơi nhà mình. Mình nói anh Văn ấy hả? Thật vinh dự quá, anh ấy đã đỗ đạt công danh về làng rồi đấy. Nhưng nhà mình cũng chẳng còn gì thiết đãi anh ấy. Có ít gạo, tôi đang nấu ít cháo cho các con. Mình cứ sang bác ba vay tạm ít tiền, mua con gà về chặt ra nấu bát mì. Hồi xưa cả tôi với anh Văn đều thích ăn mì lắm. Vâng, để tôi đi ngay không muộn mất. Thế là bao nhiêu năm chúng ta mới gặp lại nhau. Không biết người bạn nối khố của mình có thay đổi gì không? Thôi đến đây được rồi. Các ngươi cứ về trước đi. Đây là nhà bạn nối khố của ta. Đã lâu ta cũng không gặp. Muốn hàn huyên thoải mái một bữa. Vâng ạ. Anh Sáng có nhà không? Ôi, quý hóa quá. Mời ông bà vào nhà. Anh cứ gọi tôi là Văn như trước cho nó thân tình. Vâng, thế tôi cũng không khách khí. Mời hai vợ chồng anh ngồi dùng tạm bữa cơm nhà quê. Nhà quê chẳng có gì sang trọng thiết đãi. Mời hai vợ chồng anh dùng tạm ạ. Vâng, cảm ơn anh. Đúng là bạn nối khố. Vẫn nhớ sở thích ăn uống của nhau là quý lắm. Nào, tiền chủ hậu khách. Mời chủ nhà dùng trước cho chúng tôi tự nhiên. Được rồi, mời cả nhà dùng tự nhiên nhé. Anh này, thật chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả. Sao em không ăn đi? Không hợp khẩu vị à? À, có lẽ đi cả ngày đường nên em hơi mệt. Cả nhà cứ dùng tự nhiên đi ạ. Phải đến chục năm rồi, tôi với anh mới được hội ngộ thế này đấy. Nâng ly chúc mừng cho thành công của anh nào. Có chuyện gì mà từ lúc ở nhà anh Sáng về, mình có vẻ không vui vậy? Cái anh bạn của mình chẳng có lễ phép chút nào hết. Đằng nào mình cũng là người có chức có quyền. Khi mình mời anh ta dùng tô mì ấy trước, thì đáng lẽ phải mời lại anh để tỏ lòng cung kính với bậc bề trên mới phải. Đằng này lại ăn như hổ đói bao giờ. Thế thì em không hiểu chuyện rồi. Hiểu chuyện gì cơ? Thế thực chất, việc tôi nhường cho anh Sáng tô mì ấy là gì? Thì để dùng bữa chứ làm gì nữa. Đấy, cái chính cũng chỉ là dùng bữa thôi. Thì hà tất phải để ý đến chuyện thất lễ hay không ở đây. Tôi ăn trước cũng là dùng bữa.
anh ấy ăn trước cũng là dùng bữa, thì việc gì phải kẻ nhường người đấy. Nếu anh ấy cứ nhường qua nhường lại thì thật chẳng phải thật lòng mà là khách sáo rồi. Tôi với anh bạn ấy là bạn nối khố bao nhiêu năm nay. Hồi xưa anh ấy nhường cho tôi từ củ khoai mảnh vải. Giờ đây tôi là người có quan chức, vậy mà anh ấy vẫn cứ đối đãi tự nhiên với tôi như thế, chả phải là đáng quý sao? Nhiều người cứ quan niệm cung kính với bề trên là một biểu hiện của lễ độ. Trái tim của bố. Con yêu ai bố không cấm cản, miễn nó là một đứa có đạo đức tốt để sau này có thể yêu thương chăm sóc con là được rồi. Đằng này bao nhiêu người tốt không chọn, con lại chọn một thằng nổi tiếng ăn chơi và lăng nhăng, bố không thể đồng ý được đâu. Bố à, đấy là mọi người nói thế, nhưng mà con yêu anh ấy, con hiểu con người của anh ấy không phải người xấu. Và nhất là anh ấy yêu thương con thật lòng, anh sẽ không bao giờ làm con phải buồn rầu hay khổ sở. Con là người yêu nó, nhưng bố là đàn ông, bố hiểu. Một thằng con trai bản chất lăng nhăng khó mà thay đổi được. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, giàu sang nhung lụa đâu bằng một người chung thủy yêu thương mình hả con? Sao bố mẹ lại ác cảm với anh ấy chứ? Bố mẹ chẳng hiểu gì cả. Con mù quáng quá rồi đó. Con lấy ai cũng được trừ thằng đó. Bố mẹ đẻ con ra, nuôi nấng yêu thương con hết mực, đâu thể để con lấy một người mà sau này sẽ làm khổ con được. Không, nhất định con sẽ lấy anh ấy. Con tin vào tình yêu của chúng con. Nếu con cãi lời bố, đừng bao giờ nói chuyện với bố nữa. Sau này sướng khổ thì một mình gánh chịu đi. Con sẽ chỉ lấy anh ấy thôi. Ông đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế? Không biết liệu sau này nó có hạnh phúc không nữa. Nó đã lớn vậy rồi, đây là lựa chọn cuộc sống riêng của nó. Chúng ta cứ chúc phúc cho con thôi ông à. Sao anh có thể đối xử với mẹ con tôi như thế? Tôi ở nhà cố gắng vun vén gia đình, còn anh, anh lại vui vẻ bên người con gái khác. Liệu anh có còn nghĩ đến vợ con hay không? Tôi cũng mệt mỏi vì gia đình này lắm rồi. Nếu cô cảm thấy không còn chịu đựng được nữa thì chúng ta ly hôn đi. Ly hôn ư? Sao anh có thể nói ra hai từ đó dễ dàng như thế được chứ? Nếu không thể chung sống được thì ly hôn đi cho thanh thản. Sống với nhau mà phải khó chịu thì sống để làm gì? Được, nếu anh không còn trân trọng gia đình này thì tôi sẽ giải thoát cho anh. Mẹ ơi. Con gái ngoan của mẹ, từ giờ hai chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ ở đây nhé con. Con gái tôi, sao số con khổ thế này? Mẹ đến thăm con sao? Trời ơi, con khổ sở thế này, sao chẳng nói với bố mẹ một tiếng nào? Nhà cách mỗi cánh đồng làng mà phải giấu giếm xa xôi như thế. Làm cha làm mẹ, nhìn thấy con như vậy, con có biết lòng mẹ đau thế nào không? Con biết bố mẹ thương con, nhưng là do lỗi của con không nghe lời bố khuyên. Khổ thân con à. Cơm canh lạnh ngắt bạc bẽo thế này, làm sao mà có thể sống được? Hay con về nhà với mẹ đi. Không, không được đâu mẹ à. Mẹ biết tính bố mà. Bố từ trước đến giờ vốn rất nghiêm khắc. Nói là làm, bố đã từng khuyên can con mà con không nghe. Con bước đi lấy chồng rồi, sướng khổ phải chịu, chứ đâu thể về nhà được hả mẹ? Nhưng mà... Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng vượt qua được mà. Nhưng còn con bé con, nó khổ tội nó lắm con à. Hay cứ mỗi sáng tranh thủ lúc bố con đi ra ngoài tản bộ tập thể dục thì con hãy mang cháu về nhà,
ăn một bữa cơm nóng được không? Chẳng có gì bằng cơm nhà mẹ nấu mà con. Nghe lời mẹ, bố con sẽ không biết đâu. Về với mẹ con nhé. Nếu con cãi lời bố, đừng bao giờ nói chuyện với bố nữa. Sau này sướng khổ thì một mình gánh chịu. Con vào đây, nhà mình mà, sao lại đứng ở ngoài? Con ăn đi, ăn nhiều vào. Con cảm ơn, cơm mẹ nấu ngon lắm mẹ ạ. Hôm nay mẹ nấu canh lạc mướp ngon lắm mẹ ạ. Mai mẹ lại nấu thịt kho tàu cho con ăn nhé. Món đấy ngày xưa con nghiện lắm còn gì. Thật thế ạ? Mẹ thật tuyệt vời. Con cứ về đi, để cây mít ở đây. Mưa gió thế này khổ thân con bé. Khi nào bố về á, thì mẹ sẽ bảo với bố là mẹ vừa sang đón nó qua chơi là được rồi. Dạ vâng, vậy mít ở đây chiều mẹ sang đón nhé. Mà mưa thế này mà bố vẫn đi tập thể dục hả mẹ? Bố có mang áo mưa không ạ? Đây, ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc và lì lợm thế đấy. Sáng nay trời sầm sẫm, mẹ bảo đừng có đi, có khi mưa to, nhưng mà vẫn cố đi cho bằng được. Già rồi mà ương ngạnh quá, mai còn mang ô sẵn rồi đấy. Vâng, thế là con yên tâm rồi. Thôi con về đây, mẹ vào nhà đi kẻo ướt. Bố đi đâu về đấy ạ? Thì bố đi tập thể dục buổi sáng thôi. Vâng, con mới đi có chút việc nên ghé qua đây. Con xin phép về trước. Hà Vi. Bố gọi con ạ? Có chuyện gì hả bố? Bố nhìn con dạo này gầy quá. Dạ con ổn mà bố. Có thể con mặc bộ này nên bố mới thấy gầy thôi à. Con gái à, từ giờ trở đi Con cứ về nhà ăn cơm, không cần phải trốn tránh tránh nữa đâu. Nhà mình chứ nhà ai. Bố đỡ phải giữa trời mưa trời gió cũng đi ra ngoài như thế này. Bố sao bố lại biết? Sao bố không biết chứ. Dù con có làm gì sai, dù con có như thế nào, thì con vẫn là con gái của bố, và nhà mình vẫn luôn là nhà của con. Sai lầm nào cũng có thể làm lại, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con, thì bố mẹ cũng luôn ở đằng sau để chờ con trở về. Về với bố mẹ con nhé. Con xin lỗi bố mẹ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.